Mất chào cả nhà mình ạ. Sáng nay mất đi dẹp mấy cái đống củi mà mất để ngoài gốc cây á, chắc như này tấm dán mất chắc củi lên á. Xong rồi phát hiện ra một bầy kiến luôn, một tổ kiến luôn, quá trời trứng luôn cả nhà. Xong rồi dỡ mấy khúc củi lên, nó chạy tán lạng hết, bỏ lại một bầy trứng. Lát sau là mấy con kiến nó quay trở lại, xong nó hạ trứng, nó đem nó giấu đi nè cả nhà. Ở đây có một cái đống lá mục lá khô á, nguyên bầy hạ trứng đi giấu, quá trời trứng luôn. Mấy cái trứng này là nó cũng sắp thành con ở trỏm rồi cả nhà. Mình thấy có hai con mắt chấm đen đen ở trong cái trứng á. Cái trứng này nó bự hơn con kiến luôn á, nguyên bầy nó tha nãy lúc nãy nhiều lắm á cả nhà. Mớp má để xem coi chừng nào nó tha hết cái đống trứng này đi ha, nó di cư đi hết luôn. Mới đó mà nó tha cái ổ trứng của nó đi hưa bớt rồi cả nhà. Nó bỏ trong cái đống lá mục này nè. Mấy con kiến này nó hiền lắm, nó không có cắn, mà nó có cắn cũng không có đau cả nhà. Mốt nó sợ nhất là mấy con kiến lửa, kiến lửa con nhà xí à, mà nó cắn đau lắm, nó cắn sưng đau mấy ngày luôn á. Rồi là kiến này nó rất hiền luôn. Mới đó mà nó tha sắp hết luôn rồi á cả nhà. Lúc mới dở lên á là nguyên bầy kiến nó túa ra nó chạy. Xong rồi từ từ mấp để im cái nó quay lại, nó tha trứng đi giấu. Cỡ như bây giờ mình dỡ mấy chiếc lá này lên là trứng nằm ở dưới, trắng lớp ở dưới luôn á. Quay đi quay lại là cái đống trứng này nó xẹp nữa rồi, nó hưa bớt nữa rồi cả nhà. Có mấy con nó tha trứng, nó rớt vô cái kẹp tấm dán này nè. Rồi còn có ít xịn nè, xíu nữa là hết luôn á. Nãy giờ mới có 4 phút mấy à, 4 phút mấy mà nó tha hết nguyên đống trứng, quá trời luôn. Tích tắc là tha đi hết luôn. Giờ còn có chục mấy trứng gì nữa hả cả nhà. Thấy vậy mà nó tha nhanh ghê luôn á.
Rồi, rồi quay lại mất tiêu hết luôn rồi, ha hết luôn rồi.